kìa tiếng còi báo hộ vang trời, nào nhanh chóng tìm đường tiếp ứng. Đừng lo gì có người đến rồi, là những linh cứu hòa hiên ngang, mạnh mẽ và kiên cường, dù đầy hiểm nguy mà chẳng lo chi, dù khó khăn nhưng chẳng ngại ngần, là những anh như Sam. Xong rồi đây thưa sếp. Xe bóng loáng như mới. Ờ phải đó, chiếc Messi nhìn thật là lộng lẫy. Nào, hãy đẩy xe cất vô trong nhà kho đi, cho an toàn trong đêm đốt pháo hoa. Được rồi sếp, đẩy nhanh tay. Vậy mới yên tâm trong đêm đốt pháo hoa được. Cũng chưa biết chắc đâu xa mà. Ngủ đi nha Messi. Yên tâm. Bây giờ quay về trạm cứu hỏa thôi. Hôm nay có buổi hướng dẫn an toàn về đốt pháo hoa cho các đội viên Pontypandy mà. Tốt lắm Sam. Nếu ai cũng hiểu và tuân thủ tốt thì tối nay lễ hội sẽ an toàn. Con làm phần ăn sáng cho ba nha. Không có thời gian ăn đâu Bronwyn à. Ba chỉ tạp qua nói với con, năm nay lễ hội pháo hoa ở Pontypandy sẽ do bà đảm trách đó. Thật chứ? Không. Sao bà lại nhận công việc tổ chức đốt pháo hoa như vậy? Được mà Bronwyn, bà sẽ sắp đặt mọi thứ ở khu nhà ga. Còn nhớ dắt hai đứa nhỏ lên trên bà sớm để kiếm chỗ tốt đứng coi. Nhất định tối nay pháo hoa sẽ rực rỡ cả Pontypandy này cho mà xem. Thôi bà đi đây, còn nhiều thứ phải làm lắm. Ôi không. Có chuyện gì hả em? Em nhớ hồi còn nhỏ, mỗi năm ba đều tổ chức lễ hội đốt pháo hoa cho em và đứa em họ tên Liam. Vậy thì vui chứ sao? Em chỉ thấy khủng khiếp. Đó, cứ mỗi năm ba lại gây ra quả hoạn theo mỗi cách khác nhau. Ồ, nếu đúng vậy thì không ổn rồi. Bởi vậy em nghĩ chắc phải nhờ tới anh rồi đó Charlie. Hãy coi lại hết việc của ba cho an toàn nha anh. Anh hiểu, em đừng lo quá. Năm nay nhất định sẽ không có quả hoạn đâu. Đố các cháu, trong hình này có gì sai đây? Mấy cây pháo hoa phải lớn hơn nổ. Không phải, ý về an toàn đó Norman à, có ai biết nè? Canh khoảng cách pháo nổ, đừng để gần các vật dễ cháy, có đúng không chú? Giỏi lắm James. Còn hình này thì sao hả? Cháu. Không liên quan gì đến pháo hoa to nhỏ nha Norman. Mọi người đứng gần pháo hoa. Với lại pháo hoa xoay vòng, thì khi đóng đinh phải chú ý, không nên đóng quá lỏng lẻo hay là quá chặt. Các cháu thật xuất sắc. Cảm ơn con đã tới giúp ba nha Charlie. Nhưng ba biết phải làm sao mà. Con nghĩ mấy cây pháo hoa cắm dưới đất như vậy không nên gần nhau quá ba. Không sao, được mà. Ba à, pháo hoa phóng lên trời, đừng xài đế phóng như vậy chứ. Có sao đâu hả Charlie. Mấy chai sữa rỗng này đều có nhãn hiệu mà. Lúc đốt chai ngã thì sao hả? Các cháu, hãy nghe đây. Chúng ta đã được học các nguyên tắc khi đốt pháo hoa. Nhớ về coi cho cẩn thận để vui chơi an toàn. Cảm ơn chú. Để coi ống nước còn chảy không. Lỡ cháy thì... Chỗ này mà gắn pháo hoa xoay vòng thì quá tiện. Vậy là đủ các loại pháo hoa rồi. Bà xong hết rồi đó Charlie. Lạnh quá. Đúng là lạnh thiệt mà. Có gì đâu, chút xíu là khô thôi. Còn vô nhà uống tách trà nóng cho ấm đi. Vô trong đi Charlie, nhanh lên. Cảm ơn bà. Cũng gần tới giờ đốt pháo hoa rồi ha. Bởi vậy con mới sợ nè. Ý con là...
Hình như không có ai gọi cứu hộ hả Sam? Vậy là bài hướng dẫn của anh hôm nay hiệu quả lắm. Hy vọng là vậy Penny. Có lẽ chúng ta nên coi lại chiếc Bessie. Xe để ở trong kho rất gần chỗ đốt pháo hoa ở nhà ga. Tôi nghĩ sẽ không sao đâu sếp. Ta sẽ chiêm ngưỡng pháo hoa nhãn đuốc. Khoan đã, mỗi cây phải để cách nhau một khoảng cách an toàn. Đúng vậy. Còn nữa ông ơi, cây mồi pháo hoa phải được chuẩn bị theo đúng quy cách. Dĩ nhiên rồi, vậy ông bắt đầu đốt cho xem. Dạ được rồi ông. Màn cuối còn pháo hoa đẹp nữa đó, là pháo hoa xoay vòng. Thích quá, cháu thích pháo hoa xoay vòng lắm luôn á. Khoan đó ông ơi. Sao hả James? Ông có gắn pháo hoa xoay vòng an toàn chưa? Ông đã đóng chắc lắm. Không phải, đóng chắc quá pháo hoa xoay không được đó ông. Dĩ nhiên nó xoay được mà. Ơ sao chứ? Ôi trời ơi. Thôi chết rồi. Cháu nghĩ chúng ta hãy mau gọi cho lính cứu hỏa Sam. Trời ơi, chiếc Messi ở trong nhà kho. Cánh cửa nhà kho trong ga xe lửa đang bị cháy. Khu vực nhà ga xe lửa đang có hỏa hoạn. Trời ơi, chiếc Bessie. Ôi, đợi tôi với. Đợi tôi với. Em biết ngay là sẽ có chuyện mà. Anh đã kiểm tra hết mọi thứ với ba rồi. Đối với pháo hoa xoay vòng, chúng ta không được đóng quá chặt hay là quá lỏng. Ở trang 7 đoạn 2 có ghi nè. Những gà nhanh lên đi Sam. Được rồi mọi người, hãy lùi lại đi. Lùi lại. Ôi. Mở van nước đi Penny. Quang hồn, quang hồn. Xe lửa đã được dập tắt. Còn chiếc Messi, có sao không vậy? Chiếc Bessie. Chiếc Bessie vẫn bình an vô sự thưa sếp. Nhưng ngày mai phải làm cho xe bóng loáng lại giúp tôi nha. Dạ đúng thưa sếp. Và phải tu sửa lại cửa nhà kho này nữa. Xin lỗi, ông không để ý những lời hướng dẫn mà cháu đã nhắc đó xem. Chuyện đã qua rồi mà ông. Chắc là sang năm á, cháu sẽ giúp ông làm theo sổ hướng dẫn. Như vậy thì tốt hơn. Ba không cần anh giúp hả? Vậy là đêm pháo hoa đã kết thúc, mọi người có thể ra về. Chưa đâu Sam, tôi có mua cái này trên đường đến đây. Hay quá, hay quá. Sướng thiệt đó nha. Được rồi, mọi người hãy đứng sát vào nhau để tôi chụp một tấm hình chung nha. Ông ơi nhớ cẩn thận, pháo hoa này phải được cầm cách thân một cánh tay. Ông nhớ rồi.